Xin kính chào quý vị. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Ấn Độ lo ngại vị thế của Trung Cộng ở tại Afghanistan. Bài viết hôm nay do Trang Nguyễn biên soạn và quan trường trình bày. Kính thưa quý vị, trong vài thập niên qua, Afghanistan là một ngoại lệ hiếm hoi trong cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Ấn Độ và Trung Cộng ở tại Nam Á. New Delhi không bao giờ tin rằng họ có thể trở thành một bá chủ ở tại Afghanistan không giống như các quốc gia lân cận khác như là Sri Lanka và Nepal. Sau cuộc tấn công vào Afghanistan của Hoa Kỳ vào năm 2001, thì Ấn Độ đã hoan nghênh việc tham gia Kabul dưới sự bảo trợ an ninh của Washington và đồng thời lấy làm an ủi khi mà Trung Cộng lúc đó không muốn liên quan. Mong muốn chung về một Afghanistan và hòa bình và ổn định dường như đã làm tăng khả năng hợp tác giữa hai đối thủ thời điểm bây giờ. Nhưng với việc Ấn Độ hiện đang điều chỉnh lại chính sách đối với là Trung Cộng do cuộc xung đột quân sự gần đây dọc theo biên giới tranh chấp của hai nước ở trên dãy Himalaya. Chuyển vào hợp tác giữa hai nước ở Afghanistan khó có thể sớm thành hiện thực. Và với việc Mỹ rút quân ra khỏi Afghanistan trong khi các cường quốc trong khu vực la vào tranh giành ảnh hưởng lớn ở đó, thì Ấn Độ đang lo ngại hơn về vai trò của Trung Cộng ở tại Afghanistan hơn bất kỳ một thời điểm nào trong quá khứ. Bắc Kinh đã tăng cường can dự với các phe phái khác nhau của Afghanistan trong vài năm qua. Và chủ yếu lấy lý do là lo ngại rằng sự hỗn loạn sắp xảy ra ở tại Afghanistan sau khi Hoa Kỳ rút quân có thể có tác động đến tỉnh Tân Cương của Trung Cộng, nơi có đoạn biên giới nhỏ với là Afghanistan ở đầu lãnh thổ hẹp được gọi là hành lang Wakhan. Giờ đây thì Trung Cộng dường như sẵn sàng rũ bỏ sự xa cách trước đây đối với lại Afghanistan để bắt đầu can dự tích cực hơn. Thứ nhất, Trung Cộng đã tiếp tục đáng kể với nhóm Taliban và hứa đầu tư vào các khu vực của Afghanistan do nhóm này kiểm soát. Chiến lược đánh đu này nhằm tạo ra một cơ sở cho một mối quan hệ tiềm năng với một chính phủ tương lai ở tại Kabul mà rất có khả năng sẽ bị chi phối hoặc lãnh đạo bởi Taliban. Bắc Kinh cũng hy vọng rằng các động thái này của họ có thể giúp bảo đảm các trao đổi an ninh đối với lại Taliban Cụ thể là ngăn việc nhóm dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ, đàn áp nặng nề của Trung Cộng, sử dụng các khu vực do Taliban kiểm soát để làm căn cứ. Và Trung Cộng đã bảo đảm một cam kết như vậy để đổi lấy sự ủng hộ chính trị của họ đối với là Taliban vào năm 2000. Cũng như là do lịch sử giao tranh này thì Bắc Kinh không coi Taliban là một mối đe dọa và tự tin có thể đối phó nếu Taliban trở lại nắm quyền. Ngược lại thì Ấn Độ không muốn có ngoại giao đối với lại Taliban. Trên thực tế thì New Delhi dường như là quan tâm đến việc công khai ủng hộ chính phủ Afghanistan hiện tại hơn là đi theo chiến lược phòng ngừa rủi ro kiểu Trung Cộng. Ví dụ như là cam kết gần đây của Ấn Độ về vấn đề hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Kabul và chuyến thăm gần đây của Cố vấn An ninh Quốc gia của Thủ tướng Modi đến Afghanistan. Vào đầu tháng 2, thì ông Modi đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đối với lại Tổng thống Afghanistan, đó là ông Ghani, nơi mà ông Modi cam kết xây dựng đập Satut trị giá là 236 triệu đô la bên ngoài thủ đô Kabul. Bất kỳ một nỗ lực nào của Ấn Độ nhằm tiếp cận Taliban cũng rất phức tạp do ảnh hưởng của Pakistan đối với lại nhóm này. Islamabad cảnh giác với sự hiện diện ngày càng tăng của Ấn Độ ở tại Afghanistan thường sử dụng các nhóm ủy nhiệm của mình, bao gồm mạng lưới Haqqani, là một phe của Taliban chủ yếu có trụ sở ở tại phía bắc của Pakistan và dọc theo biên giới Afghanistan, để tấn công các mục tiêu của Ấn Độ ở tại Afghanistan. Và mối đe dọa này đối với lại Ấn Độ có thể sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai. Trung Cộng cũng cố gắng sử dụng ảnh hưởng của mình đối với lại Pakistan để tự đặt mình như là một nhà hòa giải ngoại giao có ảnh hưởng khi mà các tranh chấp này phát sinh giữa Afghanistan và Pakistan. Bắc Kinh đã khởi động một quá trình đối thoại chiến lược ba bên với Kabul và Islamabad và những nỗ lực này không phải lần đầu, bởi vì vốn đã có lịch sử về sự can dự ngoại giao của Trung Cộng trong khu vực. Các quan chức của Trung Cộng đã đưa chính phủ Afghanistan và Taliban lên bàn đàm phán vào năm 2015 và đề nghị tổ chức một cuộc đối thoại nội bộ Afghanistan tương tự ở tại năm 2019 chính Kabul đã quay sang Bắc Kinh để gây áp lực, buộc Islamabad là phải đóng một vai trò mang tính xây dựng hơn trong quá khứ. Trong khi đó thì Ấn Độ vẫn chỉ ở bên lề. Thiện chí mà Delhi được hưởng ở tại Kabul đã không chuyển thành vốn chính trị tương xứng trên thực tế. Không còn có vị trí đóng vai trò trung gian và khả năng Ấn Độ phải đứng ngoài cuộc bởi vì áp lực kết hợp từ Trung Cộng và Pakistan. New Delhi sẽ nhớ rằng vào năm 2015, họ đã tìm cách giảm bớt mối quan hệ đối với lại Afghanistan và thậm chí từ chối hỗ trợ quân sự. Ở Ấn Độ lúc đó, điều này được coi là nhằm xoay nhiều Trung Cộng và Pakistan trong nỗ lực thuyết phục họ kiềm chế Taliban. Và cuối cùng, túi tiền sâu rộng của Trung Cộng giúp nước này có lợi thế hơn khi mà đến Afghanistan. Và trong nhiều năm thì Trung Cộng đã đầu tư đáng kể vào đây, đặt Kabul ở ngoại vi của sáng kiến Vành Đai và Con Đường và chương trình cơ sở hạ tầng lớn ở nước ngoài của Bắc Kinh. Và sau đó thì vào năm 2016 thì các quan chức Afghanistan và Trung Cộng đã ký một biên bản ghi nhớ để thúc đẩy hợp tác cơ sở hạ tầng và Afghanistan gia nhập ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á có trụ sở tại Trung Cộng vào năm sau đó. Kể từ đó thì một số dự án đã được xác định sẽ biến Afghanistan thành một phần sáng kiến vành đai và con đường bao gồm đường sắt năm quốc gia để tham vọng kết nối Trung Cộng và Iran qua Kyrgyzstan, Turkistan và Afghanistan. Trung Cộng cũng đang khám phá khả năng kết nối Afghanistan với hành lang kinh tế của Trung Cộng, Pakistan hay gọi là CPEC. Một tập hợp các dự án cơ sở hạ tầng trị giá hàng tỷ Mỹ Kim là một trong những điểm sáng của tham vọng vành đai và con đường. Pakistan đã mở 5 cửa khẩu biên giới với Afghanistan vào tháng 8 của năm ngoái để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới và hứa sẽ xây dựng một tuyến đường sắt nối hai quốc gia đối với lại ấn độ thì dự án vành đai và con đường là gốc rễ của những lo ngại ngày càng tăng của nước này về sự ảnh hưởng của trung cộng trong khu vực lân cận và ấn độ tuy vậy lại không có khả năng đầu tư ở quy mô như là trung cộng và thực tế đã buộc phải thu hẹp quy mô tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở tại afghanistan trong thập niên qua và đồng thời thì các hoạt động kinh tế của trung cộng ở afghanistan không phải là mối quan tâm cấp bách nhất của ấn độ Tóm lại, thực tế là Ấn Độ có ít quân bài hơn Afghanistan so với là Trung Cộng, vốn vẫn có vị thế tốt hơn để có thể bảo vệ lợi ích của mình và mở rộng sự hiện diện ở tại nước này. Xung đột càng kéo dài, vì Trung Cộng tiếp cận cả Taliban và Pakistan càng có khả năng làm nghiêng cán cân cho cuộc cạnh tranh chiến lược này theo hướng có lợi cho quốc gia này. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Ấn Độ lo ngại vị thế của Trung Cộng ở Afghanistan bài viết do trang nguyễn biên soạn quang trường trình bày cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới xin kính chào